Xin chào tất cả các bác, hôm nay là tối thứ 6 và chúng ta lại được gặp lại nhau trong chuyên mục CD yêu thích, nơi em sẽ tổng hợp lại những cái album bán chạy nhất trong tuần vừa rồi. Và chọn bộ 6 đĩa ngày hôm nay em đang tính tròn là 1.3 triệu, miễn phí ship tận nơi và tặng thêm cho mình là một đĩa tùy chọn nha. Mở đầu sẽ là một cái album đĩa gốc có thể coi là cháy hàng trong tuần này, đó là Nước Mắt Mẹ Tôi, đĩa chính hãng của Trung Tâm Asia, em đang giao với giá là 550. Đầu tuần thì em có thông báo rằng là về được 5 bản Nước Mắt Mẹ Tôi, còn hiện tại em chỉ còn duy nhất là 2 chiếc thôi, cho bác nào nhanh tay nhá. Chương trình phát hành từ những năm 2000, cái thời kỳ đỉnh cao của Trung Tâm Asia đấy, với toàn là siêu phẩm thôi. Lời Cho Người Yêu Nhỏ của Vũ Khanh này, Anh Đi Chiến Dịch với tiếng hát của Hoàng Oanh, hay là Hoa Son Bên Thềm Cũ với Thanh Lan, hay là Bản Hương Ca Vô Tận của Thanh Tuyền và Chế Linh nữa. Nhưng mà không thể không nhắc đến Mưa Đêm Ngoại Ô, em đang bật cho cả nhà nghe làm nhạc nền đây, qua tiếng hát rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào của Hương Lan. Thực sự là cái bài hát trong cái đĩa này, bài nào cũng có thể dùng để test loa nhá. Âm thanh bass chép rất là khỏe, rất là sắc nét. Không biết các bác thấy thế nào nhưng mà Trung Tâm Asia luôn có một cái cách hòa âm rất đặc trưng của Trúc Hồ, đó là bass lúc nào cũng phải xuống rất là sâu này, và chép thì cứ phải nảy tanh tách rất là sướng tai như này, đúng không? Mình xem qua cái phôi đĩa nhá, phôi chính hãng đang giao giá là 550. Kiểu phôi Technicolor, đây là một cái kiểu phôi tương đối hiếm trong làng đĩa và được khá nhiều anh em săn lùng, giống như kiểu là phôi Disfarm, phôi US Optical đó. Còn đây là cái bìa đĩa này, trong tranh ảnh rất là đẹp, có lời bài hát này đó, về cho các bác đọc nhá, nghiên cứu thêm nhá. Em đang giao với giá 550 nhá, một cái siêu phẩm của Trung Tâm Asia. Và số lượng thì không biết là bao giờ hãng họ mới phát hành lại cái chương trình đỉnh cao như này nữa. Nước Mắt Mẹ Tôi nhá. Album tiếp theo sẽ là một cái chương trình đĩa mới tinh của Trung Tâm Audio Space, có tên là 10 năm yêu em, Lê Minh Ngọc. Đây cũng là cái đĩa đầu tay của nam ca sĩ này luôn. Thì, em có nghe thử rồi thì thấy là giọng hát của anh này có lúc thì thấy giống Minh Đức, có lúc thì giống Xuân Hảo đang hát, mà có lúc thì lại tưởng như là danh ca Tuấn Ngọc. Nhưng mà thật sự đây vẫn là một cái chương trình rất là hay cho bác nào mà thích nghe thể loại acoustic nhạc tình nhá. 10 năm yêu em, Rong Rêu, Mùa Thu Cho Em, Như Giọt Sầu Rơi, Em Về Nào Của Hay, hay là Ngăn Cách và Thương Nhau Ngày Mưa, đa phần là những cái ca khúc nhạc tình khá là dễ nghe, đúng không nào? Trung Tâm Audio Space hòa âm thì em cũng không có gì để phàn nàn rồi. Thực tế là những cái chương trình của hãng thì cứ ra mắt một cái chẳng cần phải quảng cáo nhiều, anh em cứ tự truyền tai nhau thôi. Lê Minh Ngọc, 10 năm yêu em đang giao với giá 150 nhá. Đĩa chính hãng của Audio Space, các bác nhớ là mua đĩa gốc để ủng hộ ca sĩ cũng như là ủng hộ Trung Tâm nhá. Đây là đĩa đầu tay của Lê Minh Ngọc. Album thứ 3 trong clip này sẽ là chương trình Asia Anh Bằng tuyển chọn những ca khúc hay nhất của nhạc sĩ qua rất là nhiều những cái giọng ca nổi tiếng của Trung Tâm Asia. Toàn bộ đồ hòa âm của Trúc Hồ nhá. Uầy, cái clip bài thực sự rất là chất lượng luôn. Lẻ Bóng của Thanh Tuyền này, Căn Nhà Ngoài Ô của Trùng Vũ này, Anh Nói Với Em Mỹ Huyền, hay là Sầu Lẻ Bóng của Băng Tâm. Ngoài ra có Đan Nguyên, Nàng Áo Tím, có Vũ Khanh, có Huỳnh Phi Tiễn, Hoàng Thục Linh, Thiên Kim và Như Quỳnh nữa. Toàn bộ là những cái bài mà em cũng đã test loa rất là nhiều lần rồi. Nhạc sĩ Anh Bằng, mình quen nghe nhạc mình chả để ý, chỉ để ý ca sĩ thôi chứ chả để ý nhạc sĩ mấy. Không ngờ là chính nhạc sĩ Anh Bằng là người viết ra những rất là nhiều những cái giai điệu quen thuộc như này đây, Chuyện Giản Thiên Lý các thứ đó. Các bác xem cái phôi nhá, em đang giao là 150. Vì đây là một cái chương trình tuyển chọn cho nên là hãng họ chỉ làm được cái kiểu phôi đúc như này là cái phôi chất lượng nhất mà có thể làm được rồi, chứ nó không có đĩa gốc hơn đâu nhá. 150, chất lượng rất là tốt nhá. Bass chép hay, sắc nét mà chọn toàn là những cái bài kinh điển. Xuống dưới đây thì em có một cái chương trình nữa là 14 tình khúc Ngô Thị Miên. Nhạc sĩ Ngô Thị Miên có khá là nhiều cái nhạc phẩm hay, nhưng mà trong này thì em thấy là đa phần sẽ là những cái bài mà đóng đinh với cái tên tuổi của các ca sĩ này, như là Riêng Một Góc Trời của Tuấn Ngọc, đúng không nào, Áo Lụa Hà Đông của Vũ Khanh cũng thế, hay là Hoàng Yến với Tình Khúc Buồn. Nhưng mà trong này các bác phải nghe thử giúp em cái bài số 10 nhá, Paris Có Gì Lạ Không Em của Ngọc Hạ. Chắc là các bác ít để ý Ngọc Hạ đúng không nào, em thấy rất là ít khách hỏi Ngọc Hạ, nhưng mà thực sự là có một đợt là em mê tiếng hát của cái bạn này luôn, dù cái tuổi đời khá là trẻ nhưng mà chất giọng này cũng như kỹ thuật thanh nhạc các thứ phải nói là top đầu của Trung Tâm Thúy Nga với cả Asia đó. Các bác cứ nghe thử một lần đi sẽ hiểu ý em. 14 tình khúc Ngô Thị Miên, 150 nhá. Cũng là cái kiểu giống như là kiểu phôi giống như là cái chương trình này. Đấy là cái bộ phát hành cùng đợt luôn mà. Cái bộ chia nhạc sĩ này tổng thực tế là nó có 6 đĩa nhá. Hôm nay em quay 4 chương trình thôi, là của Anh Bằng, của Song Ngọc, của Châu Kỳ với cả Ngô Thị Miên, nhưng mà thực tế còn có thêm cả nhạc sĩ Trần Tử Thiêng này. Với rất là nhiều tuyệt phẩm hay. Với cả nhạc sĩ Y Vân nữa, cho bạn nào thích mua thêm cho đủ bộ nhá. Nhạc sĩ Y Vân có cái bài Tôi Trở Về Thành Phố với cả Lòng Mẹ của Hoàng Oanh này, rất là hay nhá.
Trở lại với album tiếp theo trong cái bộ 6 đĩa này, đó là Tình Khúc Châu Kỳ, cũng được chọn lọc các ca sĩ của Asia, Hòa Âm, Trúc Hồ hết. Sao Chưa Thấy Hồi Âm của Như Quỳnh, Khuya Nay Anh Đi Rồi với Trúc My, có Hoàng Tục Linh, Con Đường Xưa Em Đi, hay là Những Thương Về Miền Trung, Đừng Nói Xa Nhau, Tôi Chưa Có Mùa Xuân của Mạnh Quỳnh, Băng Tâm, Đan Nguyên. Trăm rưỡi cả nhà nhá. Và chọn bộ mà Asia chia nhạc sĩ này nó có 6 đĩa tất cả, thì 6 đĩa là 900 em miễn phí ship. Và album cuối cùng trong cái bộ CD yêu thích ngày hôm nay sẽ là album tuyển chọn Tình Khúc Song Ngọc. Em đang bật cho các bác nghe một cái bài trong này đấy, đó là cặp song ca Phương Dung với cả Trung Chỉnh nhá, hát bài Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em rất là hay. Hòa âm của Trung Tâm Asia hết nhá. Đàn Bà của Huỳnh Phi Tiễn này, Chuyến Xe Ba Người với Đặng Thế Luân, có Mai Thiên Vân hát cái bản Tình Yêu Đơn Phương, hay là Ngọc Ngữ Kỷ Niệm Một Mùa Hè nữa, cũng là 150.000 luôn. À, bên em ship số OD từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700.000. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1.500.000 thì em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm nhé. Ngoài ra bác nào mà mua trọn bộ những chương trình CD yêu thích như này, như là cái clip ngày hôm nay đây, 6 đĩa em sẽ tính tròn là 1.300.000, mà vẫn tặng thêm cho mình là một đĩa tùy thích nhá. Bởi vì là với những bác nào mà cứ mua combo thì thường là em sẽ có những cái khuyến mãi nhỏ nhỏ như vậy. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mọi người quan tâm hoặc là muốn tham khảo thêm bất kỳ chủ đề hoặc là ca sĩ, nhạc sĩ nào, cứ mạnh dạn nhắn tin qua Zalo giúp em 0912 906 897 để em tư vấn và gửi hình ảnh thêm. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì xin phép chào tạm biệt và chúc các bác những ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè.